Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Dạ, buổi chiều hôm nay thì bây giờ thì cũng 2 giờ mấy rồi cô chú anh chị. Em với Tài thì hai chị em sẽ cùng là lau dọn mộ cho ngoại ha cô chú anh chị ha. Tại vì hôm nay Tài có việc về sớm cho nên là em cũng có dịp để hai chị em cùng làm buổi chiều cả nhà. Thường thường thì Tài ở lại trễ thì làm có mình à. Bữa nay về sớm nên là em sẽ làm chung cả nha ha. Đúng rồi, Cầm nước không ạ? nước ta nước nước lọc à, nước Đấy là hai cái đèn cày này cả nhà, hai cái tháp này. Em cũng mới mua sáng nhưng mà sáng quên thắp, giờ thắp ra ngoài. em dầu vô mấy cái đèn này hả, ăn ướt rồi. Chăm không? Chăm thật là không quen. Lọc này là nước mà sáng đó. Máy buổi chiều ấy, cô chú anh chị sáng thì 200 nước trà, buổi chiều thì 200 nước trà, thì cái bình nước trà đó nó không có to, nên trong buổi sáng thì buổi chiều nó còn ngủ. Vậy nghe ngoại đứt ruột, ngoại độ trên Tài có view để có tiền mua cái bình to to hơn không ngoại, để đủ nước để chăm luôn buổi chiều cho ngoại nha. Cái gì ta quên, có cái bật lửa nhưng mà cái này này cả nhà cũng mua mới mua sáng để cho trong trong mà cái đèn này nó không đâu quá. Ý, chết rồi, rồi. Giờ không biết, nó đang tập trung với cái này nè. Nó dặn này nó không vô nè. Gió quá. Rồi. Giờ bật lửa đâu ta? Ủa, cái bật lửa sáng đâu ta? Cái tại vì cái này nó còn cao quá nè. Trời ơi, gió quá nè. Thấy không? Nó có mệt giờ nó còn chăm à, cái đèn bên đây nữa chú chị.
Chăm xong bốn cái đèn của anh chị. Cái gì? Ủa? Quay vô này. Quay vô này. Trời ơi. Sớm thì cũng không phải gọi là sớm, giờ mọi bữa về á, em nghĩ là về giáp 3 giờ á, ngoài rưỡi thì nắng quá, nắng lại tới 4 giờ em về, mà em về nửa đường á thì mưa rất là to luôn đó nha, mưa mà nó cứ tạt trên mặt mà chạy không có được luôn á, trời lúc này cũng thất thường lắm, không biết là mưa hay nắng, giờ nào luôn đó nha, muốn mưa mưa muốn nắng nắng. Nhà thờ Kiên Giang của chú chị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà văn Sơn Nam. Bên đạo diễn một chút điền nữa ha, cái gì ha. Trời, cái bình bông hồi sáng mới khen đẹp, bây giờ nó sao nó tự nhiên nó giặt vậy. Nó thấy
Dạ thì cô chú anh chị ơi, bây giờ thì tụi em đang ở bên mộ của chú Năm đó nha ha. Giờ Tài sẽ thắp nhang cho chú Năm trước. Có khán giả tới đứng thứ năm của chương trình. Đây có nhang nè cô. Dạ tôi hủ, mình lấy mình thắp đi à. Bây giờ tới chị Nguyễn Xuân nha cả nhà. Giờ này là cũng tới giờ chị Nguyễn Xuân cũng về. Chúng cũng dặn là một bậc chậm xíu ha, để thật sự được một xíu rồi sau đó mình đi về, tại vì hôm nay thì có việc phải về thành phố Hồ Chí Minh nên thắp nhang sớm cho năm, thì hôm nay thì cũng có lâu mộ ha, thì ngồi đây tâm sự giúp năm xíu thôi rồi về. Con xin chào bậc năm, con về ha, thành phố Hồ Chí Minh thì con có việc nên phải về nên tạm biệt bậc năm sớm. Con luôn luôn nguyện cầu cho bác sớm được quảng sanh, được siêu thoát, được gọi an lành, gọi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà, cũng như là con nguyện cầu ở trên thấy Đức Phật A Di Đà phóng hào quang xuất nhãn thân lên bác, được gọi tịnh độ, được gọi an lành, tịnh độ A Di Đà. Bây giờ thì về thôi cả nhà. Em cảm ơn quý cô chú anh chị ha, đã quan tâm, yêu thương, ủng hộ kênh của Tài cũng như là kênh chị Nguyễn Xuân trong thời gian qua. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mình chúc cả nhà mình ở những video tiếp theo. Có lẽ là nếu chiều hôm nay em thôi nha, chiều hôm nay thì nếu mà
về sớm và không có gì thay đổi á, thì em sẽ đi chùa nguyện cầu cho Bắc Nam sớm ăn xanh được siêu thoát, và cũng như là nguyện cầu cho tất cả cô chú chú bác được sức khỏe, được bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Sẵn đứng đây đứng gần mộ Bắc Nam thì con cũng mời Bắc Nam đi chùa với con nhé, con sẽ cố gắng đi chùa và Bắc Nam cùng đi chùa với con, có lẽ là ngày chùa quen thuộc với cô chú anh chị. Thôi và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Con đã cho tất cả những người nha, và cũng xin phép tạm hai dựng video chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.